Xin chào mọi người. Đấy, mấy hôm dọn dẹp này kia các thứ rồi cũng tương đối vất vả phết đấy. Dọn này giờ sắp xếp kê lại thì bây giờ cái vườn cũng gọi là tương đối thôi, cũng ở một cái tương đối là gọn một tí. Bởi vì nó rộng quá cho nên là bây giờ mình không thể nào làm một lúc mà hết được, thì cứ phải dần dần. Bây giờ ít nhất là cái cũng có một cái chỗ để bonsai nó gọn gàng một chút. Cây thì nhiều lắm cho nên là cứ phải từ từ và dần dần cho mọi người ngắm qua cái gọi là thành quả mấy hôm của mình với lại của mấy ông con nữa, của ba ông con đấy, thì mới gọi là gọn được một chút thôi, chưa có gì cả. Cây cối phải sắp xếp rồi cũng phải làm nữa. Bây giờ hiện tại thì vẫn còn nhiều cây mình chưa có chỉnh đốn lại, giờ mình cứ để lên đấy để cho nó gọn gàng hẳn. Ở bên Mỹ này chơi bonsai thì đa phần thì mọi người chơi theo kiểu của Nhật, là hầu hết thích là tùng với bách. Tùng là tùng đen thôi, chứ tùng trắng thì không có sống được ở Nam Cali này. Cứ ở đây một thời gian là nó yếu lắm. Tùng đen. Tùng đen, tùng là cái cây mà lá kim, là lá nhọn này. Ở Việt Nam thì thấy các bạn, mấy anh em chơi cây gọi cả cây bách là tùng. Ở bên này thì người ta phân biệt rõ ràng là bách ấy. Bách là lá nhỏ này. Nhưng mà bách thì nó có rất nhiều dòng bách. California người ta gọi chung là juniper, nhưng mà juniper nó có nhiều dòng. California là một cái dòng juniper mà của Cali này, nó mọc trên núi. Ví dụ như là Cali nó mọc trên núi thì những cái cây mà nó chết, cái phần gỗ chết, cái phần lũa nó có khi 3/4 hay là chỉ còn một cái nhánh sống, như một cây này chỉ còn một cái đường sống, còn một cái đường sống thôi, còn đâu là cả một cái thân to là nó chết. Là nó mọc trên núi. California juniper là bách Cali. Còn cái bách này thì là người Nhật hay chơi là Shimpaku juniper, nhưng mà mình gọi là bách xù Nhật Bản, kiểu thế, không biết là gọi là cái gì. Còn cái này là Prochada juniper, nhưng mà có nhiều loại, nó cái lá nó khác nhau một chút, rồi cái cây nó cũng khác nhau. Sắp xếp này cũng phải tính toán, ví dụ như là cho nó mỹ thuật một tí, tức là một cái cây to mình phải xếp bên cạnh nó là một cây nhỏ. Lý do là nếu mà mình xếp một cái cây mà nó ngang ngửa hay là nó chỉ nhỏ hơn cây to một chút thì mình sẽ không thấy cái độ vĩ đại của cái cây to. Đấy, mình xếp bên cạnh là một cây nhỏ thì mình sẽ thấy cái cây kia nó to hơn, và thấy cây nhỏ nó lại nhỏ hơn.
Đây cái chân để cây này. Hôm trước có nhiều bạn hỏi bằng Kiều là làm cái chân để cây như nào, thì cái này ấy, ở Home Depot người ta có bán một cái cục này này, xong ở trên nó, xong rồi nó đổ sẵn là hai cái tai sắt hai bên. Cái này người ta để hay để làm cột ở hàng rào hay là patio, người ta hay làm chôn xuống dưới để người ta làm cột. Mình mua cái cục này có mấy đồng thôi. Xong rồi cái cây gỗ này thì mua cái loại gỗ mà người ta gọi là outside, tức là để dùng ở ngoài, nó đã treat thuốc, nó tẩm thuốc rồi để không bao giờ bị mối mọt. Xong rồi mình bắt cưa nó ra rồi bắt vít vào, xong làm cái bệ ở trên. Đấy, cũng tương đối chắc chắn, nặng kinh khủng. Còn cái khu nọ làm patio xong rồi lót gạch các thứ thì đây này, sắp xếp nhà nhiều đồ quá, tại cái gì mình cũng làm cho nên là cái gì cũng phải có, đụng vào cái gì phải có hết cái đó, nhiều đồ sắp xếp này. Ở bên cạnh đây á, là một cái kho này, cái này là cái kho này rộng chừng 15 gần 20 mét vuông mà cũng không đủ. Ở bên trong để rất nhiều kệ rồi mà vẫn không đủ. Rồi làm cái mái này ở ngoài này để mình để các thứ, rồi mình làm cây ở đây nó không có bị nắng. Không bị nắng nhiều. Cái mái này thì nó vẫn sáng nhưng mà nó đỡ nắng rất nhiều. Tường gạch block mình cũng mua gỗ về mình đóng nhìn cho nó đỡ lộ cái gạch ra ngoài. Thì chỗ này có thể ngồi chơi xây nước rồi ngồi làm cây. Chỗ này chủ yếu là sẽ trong thời gian tới sẽ ngồi làm cây là chính. Nhiều đồ kinh khủng. Bởi vì nếu như mọi người thì hay thích làm cái gì hay thuê thợ với gọi thợ, mình thì trừ cái nào nó quá nặng mình không kham nổi thì mình thuê thợ. Chứ còn từ việc vườn tược nhà cửa cái gì cũng tự làm hết. Đâm ra là không sắm không thiếu một cái gì như một người thợ mộc. Cưa cắt rồi có cả làm cây này, còn có cả cần cẩu nữa cơ. Chứ không phải là chỉ có nhiều cái cây to, thì đây là những cái cây mà mọi người vừa xem ấy, thì là những cây ở trung bình, cây nhỏ thôi để cho vui thôi, chứ còn nhiều cây lắm, cây to lắm. Đây là material, là gọi là gì nhỉ, gọi là cây, những cái phôi. Nhiều loại phôi. Đây là khu vườn Nhật. Vườn Nhật. Ở trước cửa căn nhà khách là cái nhà nhỏ dành cho khách. Nhỏ chừng cái này độ khoảng 50-60 mét vuông, hai phòng, phòng ngủ và một phòng khách để dành cho khách.
Mày đi đâu ấy? Thì mới hòm hòm xong. Mới hòm hòm xong một khoảnh thế thôi. Xong rồi bắt đầu mai thì bắt đầu finish cái hồ sen cho mama. Để bắt đầu mùa hè rồi là mình sẽ trồng sen. Ngày mai bắt đầu finish cái đó, làm cho nó hoàn chỉnh, có thác nước các thứ chảy. Ông cái đấy vừa ấy, con vừa làm cây để đồ các thứ mà. Chỗ đây, chỗ này để làm cây là chính. Thì bây giờ mọi thứ bắt đầu nó ở nhà tránh dịch, chống dịch, cho nên là cứ làm dần dần. Cái này kim liệu này, nếu mà bắt đầu nó ra hoa rồi, hy vọng nó sẽ có quả. Cái bonsai mà có quả liệu á, dễ thương. Kim tùng đen California juniper phôi. Nói chung là tạm tạm ổn. Nhiều cây phải làm lắm, sắp tới là sẽ làm thêm clip làm cây nữa. Mọi người chia sẻ với mọi người cho vui. Không biết là có ai nhớ cái rừng này hôm nọ Bằng Kiều với sư phụ của Bằng Kiều làm cái rừng này, có bạn nào để ý. Hôm nay bắt đầu nó khỏe khỏe rồi. Đây còn cái rừng nữa chưa làm này. Rừng này ở Việt Nam mình như mình gọi là tùng cối, ở bên này nó gọi là San Jose Juniper. Nó bắt cây phôi còn để ở dưới đất nhiều lắm, trồng cùng với bác ở dưới đất này. Cho nó to dần lên, phôi nhiều lắm. Bác rất là nhiều. Tới là làm quá trời cây để làm. Bách xù Nhật Bản này á, cái mùa đông nó màu nó nâu nâu tái tái nhìn chán lắm. Bắt đầu đến mùa xuân mùa hè bắt đầu nó mới đâm ra xanh mướt. Bách xù này mắt hơn tất cả các loại bách khác, bởi vì cái lá nó nhỏ mà nó mịn. Khi mà đã chơi bách này rồi thì mấy cái lá bách khác mình sẽ rất là chán, nên là cái bách này là cái ngày xưa ở bên này nó không có, thì các cụ sư phụ người Nhật các cụ mang ở bên Nhật qua, các cụ ghép cái lá bách này vào cây Juniper Prochata với lại vào cây California Juniper, ghép vào
cho nên là bây giờ mình cũng ghép. Cái này là một cái gốc Prochata, bởi vì cây gốc, cây mà bản thân cây này mà original ấy, cây đúng của nó thì là nó rất là nhỏ. Nó nhỏ lắm, nó lâu lớn lắm. Cho nên là mình cứ lấy gốc to của Prochata. Đấy. Chọn những cái gốc xuất sắc, uốn lượn từ trên xuống dưới của Prochata. Đầu mình ghép Simpaku vào. Ghép cũng là một nghệ thuật nữa. Đấy. Đấy, sơ sơ thôi. Cho mọi người ngắm qua cái vườn này. Cái dây ở dưới hay là để tự động nước tưới nhé. Dây mà mọi người nhìn thấy ở dưới kìa là mình để nước tưới tự động. Lúc nào rảnh thì ra tưới thôi, còn đâu mình đi vài ngày hay là đi một cả tháng nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Đó là lý do mà phải làm tưới tự động. Đấy, xin chào mọi người nhé, hẹn clip sau.